Xin chào tất cả các bác và rất vui được gặp lại mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Buổi sáng thứ ba ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024 và mở đầu video xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều các mẫu đồng hồ đến từ nhiều các thương hiệu. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay sẽ là một em Rolex các bác nha. Thương hiệu đồng hồ đẳng cấp hàng đầu của Thụy Sĩ này. Đây là một chiếc Rolex phiên bản đầy đếp. Đối với cái phiên bản này thì người ta sẽ thiết kế với hai ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 và góc ô lịch thượng 12 giờ ở đây nha. Đấy, lịch ngày, lịch thứ này. Và đây là một cái thiết kế mang cái phong cách rất là sang trọng và đẳng cấp để cho các bác mình có thể sở hữu ngày hôm nay. Zin từ phần dây khóa này. Đấy. Phía dưới mặt đáy là thân vỏ thép không rỉ các bác nha. Màu mặt trắng xà cừ và toàn bộ phần cọc số đều được đính đá rất là sang trọng như này. Đấy, niềng đá các bác này. Toàn bộ phần niềng đá. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép và kết hợp với cái dây khóa. Đây là một chiếc dây khóa dummy kết hợp giữa vàng hồng và dây khóa thép đúc các bác nhé. Rất là dày dặn như này. Đấy. Nốm cổ chai có biểu tượng của Rolex ở đây. Em này sẽ có chiều ngang size 41 và chiều dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 47 các bác này. Đấy, một form mặt cũng rất là dễ đeo dành cho các bác mình nhá. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay nữa. Và để lên quạt tay thì các bác mình sẽ xoay núm ra bên ngoài nhá. Đây sẽ là một chiếc núm cổ chai. Đấy, xoay núm này, lên quạt tay này. Đấy. Em này thì sẽ có các cái nấc điều chỉnh lịch nhanh để cho các bác mình rất là sử dụng rất là tiện luôn. Đấy. Xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ nhé. Các chức năng máy hoạt động rất là tốt. Zin nguyên bản từ phần dây khóa luôn. Em đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm này. Đấy, em này lên tay cực kỳ chất luôn. Một form mặt rất là dễ đeo dành cho các bác này. Form máy rất là sáng đẹp. Đấy, thiết kế thì quá là đẳng cấp rồi. Còn về phần máy bên trong ạ, thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy trong của chiếc Rolex này nha các bác. Em này thì sẽ là một cái bộ máy vàng, máy ETA của Thụy Sĩ nhé. Máy vàng ETA rất là đẹp như này. Đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đấy, đây là máy trong nhé. Rồi và bác nào mình yêu thích cũng như là muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì hãy chốt đơn cho em với mã đồng hồ số 1 ngày hôm nay. Giao lưu đến các bác với giá là 4.800.000 nha. Các bác chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Và cửa hàng có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nhé. Rồi và ngoài đồng hồ thì cửa hàng Kiên cũng có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm khác để mang đến giới thiệu cho các bác trong video ngày hôm nay. Đấy, đầu tiên đó là mang đến cho các bác sản phẩm đó là kính thôi nha. Trên tem đây đang là các cái mẫu kính AO hay các bạn còn gọi là kính cơn ạ. Một cái dòng kính phi công Mỹ mà rất là được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Đấy, cái dòng kính cơn của nhà em sẽ là kính mã lai nha. Kính mã lai, thiết kế này, form dáng rất là tinh tế và nó mang cái phong cách rất là chất như thế này. Đây là một trong những cái form kính mà cực kỳ là được các bác yêu thích sử dụng. Hiện tại thì toàn bộ các mẫu kính của nhà em thì đều là kính dâm nhé. Với ba cái màu kính dâm rất là tiện lợi cho các bác mình có thể lựa chọn. Màu đầu tiên đây là màu mắt kính xanh đen này. Đấy, xanh đen nha. Màu mắt kính thứ hai sẽ là màu xanh như thế này. Và màu mắt kính thứ ba là màu lâu trà. Đấy. Đây là ba cái màu mắt kính dâm mà cực kỳ tiện lợi để các bác mình có thể sử dụng. Đối với những cái dòng kính như thế này, các bác mình có thể đeo đi chơi này, đi họp gặp hội đồng liên, rồi đi gặp bạn bè, đi du lịch. Đeo nó rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là mỗi khi mà bước chân ra ngoài đường thì kính sẽ là một trong những cái phụ kiện mà em nghĩ rằng rất là cần thiết để cho các bác mình có thể đeo để bảo vệ mắt. Và ngoài ra thì những cái thiết kế như này nó cũng rất là đẹp để hợp thời trang nữa. Thế đây là bác nào mình yêu thích cũng như là muốn trải nghiệm qua cái dòng kính cơn của nhà em thì mình cũng có thể chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại của cửa hàng Kiên Đồ Cũ nhé.
Đây là phần gọng kính này, đây sẽ là cái dòng gọng kính mái chèo để có triện AO ở đây. Đấy. Thiết kế rất là tinh tế này, form cực kỳ chất luôn. Hiện tại thì cái dòng kính này đang được xả kho với giá là 480.000 cho một chiếc. Các bác mua hàng đặt cọc giúp em từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc nha. Số lượng thì em không có nhiều đâu, mỗi mẫu em chỉ còn có một vài chiếc thôi, nên là bác nào mà mình muốn trải nghiệm thử cái dòng kính của nhà em thì các bác hãy nhanh tay chốt đơn về Zalo, số điện thoại em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nha. Rồi tiếp tục qua mã sản phẩm tiếp theo, một sản phẩm nữa đó là nhẫn các bác nha. Đây cũng là một trong những cái phụ kiện mà cũng rất là được yêu thích tại cửa hàng Kiên Đồ Cũ nhà em. Toàn bộ đều là các cái mẫu nhẫn nam với rất là nhiều những cái thiết kế cũng như là cái phong cách khác nhau để các bác mình có thể lựa chọn. Đấy. Tuy nhiên thì đây sẽ là toàn bộ các cái mẫu nhẫn nam nhé. Nhẫn nam các bác đeo những cái dòng này nó sẽ rất là đẹp, bởi vì là cái form này, cái form mặt nó lớn, kèm theo là những cái form nhẫn nó mang cái phong cách rất là vintage như thế này. Đấy. Toàn bộ là những cái họa tiết được người ta chạm khắc nổi như thế này. Đây các bác có thể thấy không ạ? Đây nha, toàn bộ đều là những cái họa tiết nổi nha, chứ không phải là người ta in in vẽ lên đây đâu ạ. Đấy. Họa tiết nổi rất là đẹp luôn. Toàn bộ nhẫn thì đang được bán đồng giá là 380.000 cho một chiếc. Các bác mua hàng đặt cọc từ 50.000 một đơn, bên em gửi hàng và bao ship toàn quốc nha. Và các bác chú ý là nghe em giới thiệu các mẫu nhẫn và đo size nhé, chủ yếu là cái size tay này. Đấy, chiếc nhẫn số 1 ngày hôm nay sẽ là một em với cái màu đá thạch anh xanh, có size 10 cho các bác ngón tay từ 23 đổ lại. Ngón tay 23 đổ lại là các bác dùng cái dây này, các bác mình đo quanh cái tay của mình, sau đó xem đo vào cái thước ấy, xem là số cm có là nó là bao nhiêu nhá. Đây, như em này này, 23 này, tức là 2,3 cm ạ. Đấy. Size thì sẽ là size 10 nhá. Đây là mã nhẫn số 1 cho em, đồng giá 380.000 một chiếc. Mua hàng đặt cọc từ 50.000, bên em gửi hàng bao ship toàn quốc. Tiếp tục em qua mã nhẫn số 2, sẽ đem đến cho các bác một em với màu đá thạch anh đỏ. Size của em này là size 9 cho các bác ngón tay từ 21 đổ lại cho em nha. Đấy. Ngón tay 21 đổ lại này, đây là mã nhẫn số 2. Tiếp tục qua mã nhẫn số 3 sẽ là một em với màu đá xám. Em này thì nó sẽ là một cái màu hơi xám nha các bác, đá mặt đá rất là đẹp luôn, cực kỳ sáng. Đây là em để nó hơi bụi một chút, cái này chỉ cần lau đi một phát này là nó sẽ rất là sáng, trong vắt luôn các bác ạ. Cái màu mặt trong vắt như này. Đây là mã nhẫn số 3, có size 10 cho các bác ngón tay từ 23 đổ lại nhá. Ngón tay từ 23 đổ lại, em sẽ đeo thử lên tay để các bác cùng ngắm này. Đây là một trong những cái màu mặt mà khá là lạ mắt, độc đáo để cho các bác mình có thể lựa chọn nhá. Đấy. Họa tiết hoa văn nổi trên phần mặt rất là đẹp. Mã nhẫn số 3. Tiếp tục qua mã nhẫn số 4 này. Số 4 sẽ là một em với màu mặt đá ngũ sắc. Màu mặt đá ngũ sắc với thiết kế hoa văn họa tiết khá là độc đáo, hình mặt hoa hướng dương như này. Đấy. Em này có size 8 cho các bác ngón tay từ 18 đổ lại. Ngón tay từ 18 đổ lại nhá. Đây là size 8. Đây là mã nhẫn số 4 ạ. Chốt đơn em với mã nhẫn số 4 nhé. Tiếp tục qua mã nhẫn số 5, một em với cái form mặt đá vuông, đá trắng các bác nha. Em này là một trong những cái form mặt nhẫn lớn nhất của nhà em đấy. Form rất là vuông vắn chắc chắn, thân vỏ bên ngoài này. Size 10 cho các bác ngón tay từ 24 đổ lại. Đấy, size 10 nhá. Các bác nào ngón tay to đeo này ok này. Ngón tay 24 đổ lại cho em. Đây là mã nhẫn số 5. Tiếp tục qua mã nhẫn số 6, đây là một em với màu mặt đá ruby đỏ. Size 10 cho các bác ngón tay từ 22 đổ lại cho em. Ngón tay 22 đổ lại nhá. Đây sẽ là một cái form mặt vuông, mặt đá tròn nhẵn. Đấy. Đây là mã nhẫn số 6 này. Mã nhẫn số 6 nhá. Tiếp tục mã nhẫn cuối cùng, mã nhẫn số 7 ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bác với một em màu đá thạch anh xanh. Đấy, đây nó sẽ là một cái form tròn, mặt đá nhẵn nha các bác, size 8 cho các bác ngón tay từ 19 đổ lại này. Các bác ngón tay từ 19 đổ lại, em đeo lên tay để các bác cùng thấy nhá.
Đấy, form này rất là đẹp nha, sang cực kỳ luôn. Đây là mã nhẫn số 7 ngày hôm nay. Đấy. Và trong video lần này em đã mang đến cho các bác toàn bộ là 7 mẫu nhẫn với 7 cái phong cách khác nhau để cho các bác mình có thể lựa chọn. À, các bác mình yêu thích cái mẫu nhẫn nào thì có thể liên hệ trực tiếp về Zalo số điện thoại của cửa hàng Kiên 0936050424, em đã ghi vào ngay bên ngoài màn hình nha. Và toàn bộ nhẫn đang được bán đồng giá 380.000, mua hàng đặt cọc giúp em từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho các bác ạ. Rồi và ngay sau đây thì sẽ tiếp tục quay trở lại với các mẫu đồng hồ trong phiên ngày hôm nay nha. Chiếc đồng hồ số 2, số 2 sẽ đem đến cho các bác một em đồng hồ của Nga nha. Đây là một trong những cái form đồng hồ em phải gọi là nó rất là đẹp các bác ạ. Máy pin, nhưng mà nó đẹp từ cái phần dây khóa, từ các cái đường nét chi tiết ở trên cái phần thân vỏ đồng hồ người ta thiết kế các bác này. Cực kỳ chất luôn. Em đảm bảo với các bác là mình sở hữu một em đồng hồ như thế này thì quá là ok trong tầm giá luôn nhá. À, cái mẫu đồng hồ này có giá là 1.380.000. Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác về các cái thiết kế của cái phiên bản này. Đây là một chiếc Polrot phiên bản có chữ ký của Tổng thống Nga. À, bên trên đây là tên thương hiệu này, bên dưới đây chính là chữ ký của Tổng thống Nga nha. Máy pin, gốc 12 giờ này là quốc huy, biểu tượng quốc huy của Nga, đại bàng hai đầu, tượng trưng cho hai cực của đất nước. Đấy, tượng trưng cho quyền lực và sự tự do. Đây là một trong những cái logo biểu tượng rất là ý nghĩa của đất nước này. Đấy. À, màu mặt trắng sặc cừ, kèm theo đó là toàn bộ phần cọc số thiết kế dạng khối nhé. Đây nó sẽ thiết kế dạng khối như thế này. Toàn bộ là cọc số nổi, kim cọc vàng, mặt sặc cừ và có một ô cờ lịch cọc 6 giờ dưới này. À, đây là phần mặt. Còn về phần thân vỏ bên ngoài các bác nhìn này. Đấy. Từ các cái chi tiết đường viền cạnh được người ta đúc một cách cực rất là đẹp. Đấy, sắc nét như thế này. Toàn bộ đều là các cái họa tiết nổi nha các bác. Đây người ta đúc nổi trên phần mặt này. Đấy, đặc biệt là cái phần mặt đáy. Đối với cái mặt đáy này thì em phải nói là nó quá là đẳng cấp nha các bác. Đấy, đây là cái logo biểu tượng đại bàng hai đầu được người ta đúc nổi ở trên cái phần nắp đáy. Đấy, các bác nhìn này. Đáy đúc nổi luôn, rất là đẹp. Từng cái chi tiết đấy, biểu tượng của quân đội này, rồi các cái hoa văn họa tiết, nói chung là xuất sắc luôn các bác nha. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Đấy, máy pin. Và size mặt của em này sẽ là 42 này. Một form mặt rất là dễ đeo cho các bác. Đây, núm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Em sẽ đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm nhé. Cổ tay của em là đang là tay 15.5. Nhìn đeo lên tay thì nó sẽ như thế này. Đấy, rất là đẹp nha. Tay 15.5 tầm các bác có cổ tay tầm 15 đổ lên hoặc là 15.5 như em là đeo rất là đẹp này. Nói chung là cái form này nó rất là dễ đeo cho các bác luôn. Và đặc biệt là máy pin thì các bác đeo nó rất là bền. Mình không cần phải thường xuyên theo dõi cót của đồng hồ nữa. Đấy, mình đeo vài tháng, 6 tháng một năm mình mới phải thay pin một lần, rất là tiện. Rồi và bác nào mình yêu thích cái phiên bản đồng hồ Polrot có chữ ký tổng thống như thế này thì mình hãy chốt đơn cho em nha. Mã số 2, Zalo đến các bác chiếc này với giá là 1.380.000 này. Đấy. Mã số 2 cho em nha. Tiếp tục qua chiếc đồng hồ số 3 sẽ đem đến cho các bác một em Coslavin de Lucy. Máy cơ lên dây với 23 chân kính. Đây là một chiếc Coslavin. Máy cơ có tay các bác nhé, một cái phiên bản cổ của Liên Xô xưa. Và đối với cái phiên bản này thì đây sẽ là một cái form máy cơ siêu mỏng dành cho các bác. Đấy, dành cho bác nào mình thích những cái phong cách nó nhẹ nhàng, nó thanh lịch thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là phù hợp cho các bác này. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Coslavin ở dưới này. Thân vỏ vàng, màu mặt đen bao công, toàn bộ phần cọc số là mã. Máy cơ có tay cơ lên dây với 23 chân kính. Đấy. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Coslavin de Lucy.
Size mặt của em này sẽ là 30 năm không tính đốm. Đấy, size 3 năm không tính đốm nhé. Coslavin, mã số 3 này. Em này có giá là 1.480.000. Còn về bộ máy ở bên trong dành cho bác nào mình muốn xem máy thì đây ạ. Đây chính là bộ máy trong nhé. Máy với 23 chân kính. Em này là máy vàng các bác nha. Máy 2209 nguyên bản của Coslavin. Đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, máy trong, mã số 3 cho em nha. Tiếp tục qua chiếc số 4 này. Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân, phiên bản đồng hồ cao cấp của thương hiệu đồng hồ Longines, được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Đấy, và cho đến tận ngày hôm nay thì đây vẫn là một trong những chiếc đồng hồ được mệnh danh là huyền thoại của thương hiệu đồng hồ này. Zin nguyên bản từ phần dây khóa nhá. Đáy đa giác này, thân vỏ thép không rỉ, và size mặt của em này 36 nhân V lại 41, ngang 36 dọc 41. Bộ máy cơ tự động, và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa này. Đấy, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân, zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa, máy cơ tự động, có hỗ trợ thêm cả con tay, tình trạng máy hoạt động tốt. Còn đây sẽ là bộ máy trong của chiếc Longines này các bác nha. 25 Jewel. Trên đây có khắc tên thương hiệu Longines ở đây. Đấy, biểu tượng trên phần bánh đà. Máy thì rất là sạch sẽ, sáng đẹp, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Và em này giá là 6.280.000, chốt đơn em với mã số 4 nhé. Tiếp tục qua mã số 5, Aroma Soft Smarter, một phiên bản đồng hồ đến từ Thụy Sĩ nha. Form trứng này, màu mặt xám lông chuột và có một ô click clock 3 giờ ở đây. Chiều ngang có size mặt 30 năm và chiều dọc có size mặt là 40 ạ. Đấy. Thân vỏ thép không rỉ. Đây là một cái form thiết kế khá là dài dặn các bác nhé. Phía dưới mặt đáy có khắc biểu tượng tên hiệu Aroma Soft Smarter ở đây. Đấy, em sẽ đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phần mặt của chiếc đồng hồ này. Form cực chất luôn, rất là nam tính các bác nha. Và đặc biệt là cái màu mặt xám lông chuột này. Đây là một trong những cái màu mặt mà rất là đẹp để cho các bác mình có thể giao lưu và sở hữu nhé. Nốm của chiếc này là có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đây, mình xoay nốm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày, và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ cho em. Đấy. Giá của chiếc này là 1.580.000 nhé. Chốt đơn em với mã số 5 này. Số 6, Tugarit Automatic, một em đồng hồ cơ cổ đến từ Thụy Sĩ. Tugarit với form mặt vuông TV, thiết kế mặt hài lòng và có một lịch clock 3 giờ ở đây. Chiều ngang size 37 và chiều dọc có size là 39 này. Đấy. Thân vỏ thép, phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu ở đây. Em này một cái form cổ điển. Đấy, size khá là lớn nhá. Các bác nào có cổ tay to là mình đeo này ok này. Chiếc Tugarit này thì sở hữu bộ máy cơ tự động. Cơ tự động các bác nha. Đấy, giá là 1.380.000 thôi. Chốt đơn em với mã số 6 này. Chiếc số 7 là một em Techno Skyline, máy cơ tự động. Một trong những cái phiên bản đồng hồ rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Techno đến từ Thụy Sĩ nha các bác. Em này thì sẽ là một cái form mặt bắt quái với màu mặt đen và có một ô click nằm tại vị trí góc 3 giờ đây nha. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không rỉ này. Đây là phía dưới đáy, là đáy bắt quái đây nha. Nốm zin nguyên bản. Dây khóa của em này thì sẽ là một chiếc dây khóa lụa của thương hiệu Techno. Dây khóa vàng 10K Goldfield có triện. Tuy nhiên thì nó sẽ không phải là một chiếc dây zin nguyên bản của chiếc đồng hồ này nhé. Đấy, nó sẽ là một chiếc dây của thương hiệu Techno thôi. Chiều ngang size 36 và chiều dọc tính cả chân cà sẽ là 42 này. Đấy, máy cơ tự động, có hỗ trợ quất tay. Còn về phần máy bên trong thì đây chính là bộ máy của chiếc Techno này. Máy vàng hồng nhé, 25 Jewel. Rất là sạch sẽ, sáng đẹp, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đấy.
Em này giá 2.280.000 chốt đơn em với mã số 7 này. Tiếp tục qua mã số 8. Vostok 18 chân kính. Một em Vostok cổ đến từ Liên Xô. Mặt đã có vết lên dầu của thời gian và có một ô click cóc 3 giờ ở đây. Đấy. Thân vỏ vàng Âu 5 có triện và thiết kế phần chân càng nó sẽ ôm sát vào thân viền của đồng hồ như này. Đây là một thiết kế với cái dáng khá là mềm mại. Đấy. Đáy thép. Đấy. Chiều ngang của chiếc này là 34 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 41 nha. Máy cơ có tay với 18 chân kính. Đấy, có một lịch. Ô lịch này thì sẽ là lịch chỉnh thủ công, các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Vostok giá 1.080.000, mã số 8. Tiếp tục qua chiếc số 9 sẽ là một em Pondrot của đồng hồ Liên Xô nha. Máy cơ lên dây với 23 chân kính. Màu mặt đen bao công và có một ô click cóc 3 giờ ạ. Chiều ngang size 38 và chiều dọc sẽ là size 43. Đấy. Thân vỏ vàng nha. Em này thì toàn bộ phần vỏ bên ngoài hơi có cái màu bã trầu của thời gian, và nếu như mà các bác muốn đẹp hơn thì có thể đánh bóng lại nhé. Đặc biệt là cái em này thì cái phần vỏ bên ngoài là không hề có một chút dấu hiệu hao mòn nào. Đấy. Rất là đẹp, nguyên vẹn luôn. Đấy, người chủ cũ người ta rất là giữ gìn. Nguyên vẹn các bác nhá, màu mặt đen này, số trải tia và có một lịch như thế này. Và cái size mặt của em này thì khá là lớn nhá. Các bác nào có cổ tay to là đeo này ok này. Lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Pondrot. Máy cơ có tay 23 chân kính. Lịch chỉnh thủ công bằng cách là quay kim. Đấy. Em này chốt đơn em với mã số 9 với giá 1.480.000. Và mã số 10. Tiếp tục một chiếc Pondrot form trứng xưa cổ điển của đồng hồ Liên Xô nha. Em này vỏ vàng ong 20 có triện ở phía dưới này các bạn này. Đấy. Vỏ vàng bên ngoài đã có màu bã trầu của thời gian như này. Mặt trắng được tráng men bóng và có một ô lịch cóc 3 giờ ở đây nha. Size ngang sẽ là 36 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 40. Bộ lịch này sẽ là lịch chỉnh thủ công nha. Các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim như này. Đối với phần vỏ bên ngoài của em này thì cũng đã có những cái màu bã trầu của thời gian như này nhá. Thì nếu như mà muốn đẹp hơn thì các bác mình có thể đánh bóng lại cho em. Pondrot Liên Xô. Mã số 10. Zalo đến các bác với giá là 1.080.000 nha. 1.080.000. Và đây cũng là mẫu đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424 lên mạng ghi mà ngay bên ngoài màn hình nhé. Và để theo dõi kênh thì các bác đừng quên là ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng qua chuông bên cạnh, để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được em phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.